công ty ma để vẽ dự án ảo. Có tới gần 900 người với 1.300 hồ sơ hiện vẫn đang nợ ngân hàng và số tiền nợ lên tới 677.000 tỷ đồng, tức là gấp 5 lần tài sản người giàu nhất Việt Nam trên sàn chứng khoán Lâu Phạm Nhật Vượng. Bên cạnh đó, để vay được tiền thì như bạn đã biết, ngân hàng sẽ yêu cầu bên vay phải có tài sản đảm bảo. Cho nên lúc vay mà không trả được thì ngân hàng biết lấy đâu mà bù vào. Và các công ty của bà Lan cũng phải có tài sản đảm bảo. Có điều là thực tế là bà Lan cho nhân viên kê khai rất nhiều tài sản không được công nhận, như là cổ phiếu, trái phiếu không hợp lệ. Hay nhiều tài sản được công nhận thì lại bị thổi phồng lên. Ví dụ mảnh đất có giá 1 tỷ mà ngân hàng lại ghi nhận cho tới 5 tỷ. Nhờ vậy với số tài sản khá ít nhưng bà Lan lại vay được số tiền rất khổng lồ. Theo thống kê, có tới 93% tổng các khoản vay thực ra là số tiền cho bà Lan, còn khách thật vay chỉ có 7% thôi. Tiếp theo, khi các khoản vay của các cá nhân và công ty do bà Lan đứng sau đã được ngân hàng duyệt vay, thì ngân hàng sẽ chuyển vào tài khoản của những người này. Vì các bạn biết rằng mỗi khoản vay có giá trị tới cả 100 tỷ đồng, số tiền lớn như vậy không ai được đưa tiền mặt. Sau khi tiền đã vào tài khoản của công ty mà bà Lan lập nên, thì bà Lan sẽ vừa rút một phần tiền, vừa chuyển khoản lòng vòng số tiền còn lại vào các công ty khác nhau, sau đó mới rút tiền mặt. Mục đích là để tránh sự giám sát của cơ quan nhà nước. Sau khi rút được số tiền khổng lồ này, thì bà Lan sẽ dùng để chi tiêu cá nhân, mua hàng nghìn mảnh đất, hàng nghìn căn nhà, hàng chục chiếc xe siêu sang, rồi du thuyền, những thứ đồ vô cùng xa xỉ. Và hãy nhớ rằng tất cả số tiền đó đều là tiền tiết kiệm của người dân. Có những người sẽ dùng cả đời gửi tiết kiệm vào ngân hàng SCB và không hề biết rằng tiền đó sẽ không rút được vì bà Lan đã rút ra và chi tiêu hết rồi. Vậy thì bạn sẽ thắc mắc là làm sao mà bà Lan lại bị lộ, khi mà bà này nhiều tiền đến mức hối lộ cho người đứng đầu cơ quan thanh tra tới 5 triệu đô, tức là hơn 120 tỷ đồng. Số tiền hối lộ cho một người mà nhiều hơn